Xin chào các bạn. Trong lần trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách thêm từng sản phẩm trong danh mục hàng hóa bằng cách các bạn có thể dùng tính năng thêm mới các loại hàng hóa ở đây. Ví dụ như là hàng hóa dịch vụ, hàng hóa nhập về hoặc là hàng hóa đóng gói pha chế. Vậy thì với cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà cập nhật hàng loạt các cái danh mục hàng hóa vào trong hệ thống mà không phải làm từng bước như lần trước. Với cái cách này thì chúng ta sẽ sử dụng một loại file, đó là file Excel. Thì để cập nhật được danh mục hàng loạt như thế này thì các bạn vào như sau. Đầu tiên các bạn trong phần quản lý các bạn vào danh mục hàng hóa, chọn tính năng import. Bạn bấm vào import ở đây. Một cái cửa sổ nhỏ xuất hiện và trên này có một số cái điểm các bạn cần lưu ý. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy cái phần xử lý dữ liệu. Hệ thống có gợi ý cho các bạn tải về cái file mẫu dạng Excel 2003 hoặc là bản cao hơn. Một cái thông tin rất là quan trọng bên dưới là hai cái option để các bạn chọn như tôi bấm vào đây. Thì các bạn biết là trong cái file Excel của chúng ta có một cái cột gọi là cột tồn kho. Thì với cái cột tồn kho này thì hệ thống đang hiểu là nếu như các bạn muốn cập nhật các cái tồn kho vào trong hệ thống với những mặt hàng mà các bạn import thì hệ thống sẽ tạo ra một cái phiếu kiểm kho tương ứng từng cho từng sản phẩm này và nó sẽ chốt kiểm kho tại thời điểm các bạn ấn cập nhật. Thì nếu như các bạn không muốn cập nhật cái thông tin liên quan đến tồn kho mà các bạn chỉ muốn cập nhật các thông tin khác thì các bạn chọn cái lựa chọn mặc định đầu tiên, đó là cập nhật thông tin hàng hóa không bao gồm tồn kho. Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái file dữ liệu ở đây và để biết được cái chức năng của file dữ liệu này xử lý như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để thêm được hàng hóa vào trong hệ thống. Đầu tiên là nhập liệu vào Excel như thế nào. Đây là cái file mẫu mà sau khi các bạn bấm vào nút Excel 2003 hoặc là bản cao hơn, nó sẽ tải về cho các bạn một cái file mẫu trông như thế này. Ở trong dữ liệu này thì các bạn lưu ý một số cái cột mà bắt buộc vào những cái cột liên quan đến hàng hóa như sau. Đầu tiên là cột loại hàng. Thì với cái file Excel thì các bạn có thể nhập về hai loại hàng hóa, đấy là hàng nhập về hoặc là hàng dịch vụ. Thì với hàng dịch vụ các bạn điền là hàng dịch vụ ở đây mà thôi. Còn hàng nhập về thì các bạn điền chữ hàng nhập về. Với cột nhóm hàng thì các bạn lưu ý là hệ thống hỗ trợ 3 cấp tối đa. Thì với mỗi một cấp của nhà hàng hóa thì các bạn của nhóm hàng đấy thì các bạn là để cách nhau bởi dấu mũi tên như thế này. Tiếp đó là cột mã hàng, cột tên hàng. Như các bạn biết là cột mã hàng thì các bạn lưu ý một chút là tất cả các cái mã hàng không được phép trùng nhau. Nếu trong trường hợp trùng nhau, ví dụ như là hàng đầu tiên và hàng thứ ba, tôi để hai cái mã hàng trùng nhau thì cái hàng thứ ba sau khi được import nó sẽ cập nhật vào cái ghi đè thông tin vào hàng đầu tiên và lúc đó thì hàng đầu tiên tức là cái sản phẩm đầu tiên mang mã đó nó sẽ không được ghi nhận vào hệ thống. Các bạn lưu ý phải làm rõ việc này. Tên hàng hóa thì các bạn có thể viết giống nhau, ví dụ như ở đây tôi có hai cái sản phẩm đều tên là Panadol. Tuy nhiên là tại sao tôi lại đặt trùng như này thì lát nữa tôi sẽ giải thích. Với những mặt hàng mà không có liên quan đến nhau về đơn vị tính thì các bạn có thể đặt tên khác nhau như thế này, hoặc là không liên quan đến nhau về thuộc tính, các bạn có thể đặt riêng lẻ hoặc tên khác nhau. Các bạn lưu ý ở đây là gì? Chúng ta có cột giá bán và cột giá vốn. Cột giá bán là chính là cái cột mà nó sẽ sử dụng cho cái bảng giá chung ở trong hệ thống, nếu các bạn đã biết về mục bảng giá. Cột giá vốn thì ban đầu khi mà khởi tạo một cái mặt hàng thì các bạn biết là chúng ta sẽ phải định cho nó một cái giá vốn. Cái giá vốn này sẽ sử dụng cho cái việc là tính toán cái lợi nhuận cho từng mặt hàng. Cột tồn kho chính là cái cột mà sẽ xác định xem là các bạn muốn khởi tạo cho cái mặt hàng này có cái số lượng là bao nhiêu tại thời điểm mà các bạn tạo cái sản phẩm này. Cột tồn nhỏ nhất và cột tồn lớn nhất là gì? Thì cái cột tồn nhỏ nhất và lớn nhất ở đây nó sẽ sử dụng cho cái chức năng trong cái phần danh mục hàng hóa. Nếu như các bạn để ý là chúng ta có một cái lọc tồn kho thì nếu như các bạn điền thông tin này vào đấy thì nó sẽ biết được các bạn là sẽ gợi ý cho các bạn trong một số tình huống lọc. Ví dụ như là các bạn lọc những cái sản phẩm dưới định mức tồn, vượt định mức tồn, còn hàng trong kho hay không, hoặc là không lọc tồn kho. Với những cái mặt hàng như thế này thì các bạn dễ dàng tìm được những cái mặt hàng mà nó phù hợp với cả cái định mức tồn mà các bạn muốn. Ví dụ như một sản phẩm tôi bảo là nếu như cái sản phẩm này còn 5 sản phẩm thì nó sẽ cảnh báo cho tôi là đã đang hết hàng. Thế thì với những cái sản phẩm như thế này thì tôi sẽ điền vào cái tồn nhỏ nhất là 5. Tồn lớn nhất là gì? Khi mà các bạn muốn xác định rằng là cái kho của chúng ta đang tồn quá nhiều thì ví dụ như là tôi bảo là
trong kho của tôi nếu mà cái sản phẩm này có trên 100 sản phẩm thì sẽ phải cảnh báo cho tôi biết là những sản phẩm này đang tồn quá nhiều. Đó là cái cách mà các bạn có thể điền vào đây. Cột tiếp theo là cột đơn vị tính. Thì các bạn lưu ý là có 3 cái cột liên quan đến nhau khi mà các bạn sử dụng đơn vị tính như sau. Nếu trong trường hợp mà các bạn sử dụng đơn vị tính, ví dụ như ở đây tôi có một quyển sách, thì tôi có cái cột mã hàng đơn vị tính cơ bản và cột quy đổi. Là như thế này. Trong trường hợp mà các bạn sử dụng nhiều hơn một đơn vị tính thì cái cột mã hàng cơ bản nó chính là cái mã hàng của cái đơn vị tính cơ bản, chính là của cái sản phẩm cơ bản. Ví dụ ở đây tôi có Panadol và có hai cái đơn vị tính là vỉ và hộp. Thì các bạn lưu ý là với cái mã của đơn vị tính cơ bản chính là đơn vị tính vỉ thì tôi có mã là P0003. Và trong cái cột mã hàng đơn vị tính cơ bản của sản phẩm là hộp thì tôi điền cái P003 chính là cái mã hàng của đơn vị tính cơ bản ở đây. Lúc đó thì hai cái sản phẩm này nó sẽ hiểu là có mối quan hệ với nhau. Và lúc đó tôi sẽ phải nhập vào là số lượng quy đổi. Tức là gì? Với cái đơn vị tính mà là không phải là đơn vị tính cơ bản như thế này thì các bạn phải biết là với một cái sản phẩm này thì quy đổi ra là bao nhiêu đơn vị tính cơ bản. Ở đây tôi hiểu là một hộp Panadol thì có 10 vỉ. Do đó thì tôi để ở cột quy đổi là 10. Tiếp theo là thuộc tính. Thì các bạn biết là cái vấn đề liên quan đến thuộc tính thường áp dụng cho một số cái cửa hàng, giả sử như các bạn làm kinh doanh về thời trang hoặc là mỹ phẩm, thì cái thuộc tính nó rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn có nhiều cái sản phẩm mà có cùng thuộc tính với nhau hoặc là khác nhau về một đặc điểm nào đó. Tôi nói ví dụ như là các bạn có nhiều kích thước cho một sản phẩm hoặc là cái sản phẩm đó có cùng một nhà sản xuất. Thì ví dụ như ở đây tôi sử dụng thuộc tính cho một số cái sản phẩm, giả như là quyển sách của tôi thì có cùng nhà xuất bản nhưng mà khác năm phát hành, thì tôi có thể để các cái thuộc tính như thế này. Nếu mà tôi có cái điền cái cột mã hàng hóa liên quan như thế này thì có nghĩa là gì? Khi mà tôi xem cái quyển sách đầu tiên chính là quyển sách có mã hàng là P00001, thì khi đó tôi sẽ biết được là cái mặt hàng nào liên quan đến cái mặt hàng này. Ví dụ như ở đây tôi thấy rằng là hai cái mặt hàng này nó đều có cùng cái nhà xuất bản thì tôi nghĩ là nó liên quan đến nhau. Và tôi để cái hàng mã hàng hóa liên quan chính là cái mã của cái mặt hàng mà nó liên quan đó. Thì ở đây các bạn thấy rằng là tôi có hai quyển sách, sách tập tô và sách tập viết đều là của lớp 1 và cùng một nhà xuất bản. Thì tôi để nó là mã hàng hóa liên quan. Như vậy là tôi đã chuẩn bị xong cái file dữ liệu Excel. Thì sau đây tôi sẽ import cái file dữ liệu Excel này vào trong hệ thống. Và lúc đó thì nó sẽ xuất hiện các mặt hàng trên hệ thống. Các bạn có thể tắt hoặc là không tắt file Excel này thì hệ thống vẫn import bình thường. Ở trong cái màn hình quản lý, các bạn chọn import. Các bạn chọn file thì, dữ liệu. Các bạn chọn cái file mà các bạn vừa mới thêm sản phẩm. Tốt nhất là các bạn nên đặt cái file đó ở ngoài desktop để tiện cái việc là các bạn lấy thông tin của sản phẩm ra. Các bạn bấm thực hiện và đợi trong một vài giây. Hệ thống có tính năng import rất là nhanh, do đó các bạn cũng không phải chờ quá lâu. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, tôi có import một số cái thông tin về mã hàng là P0001. Thì bây giờ tôi sẽ tìm kiếm xem cái mặt hàng đấy hiện tại nó đã có chưa. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy rằng là tôi đã import thành công cái quyển sách này với mã là P0001. Lúc đó thì cái phần thẻ kho các bạn lưu ý là nó sẽ tồn kho với số lượng là đúng bằng cái số lượng mà có trên cái file Excel. Khi mà tôi chọn import là tôi chọn import mà cập nhật cả bao gồm tồn kho. Các bạn lưu ý là như vậy. Một số các thông tin khác mà các bạn cần để ý là ví dụ như ở đây tôi có cái sản phẩm liên quan đến đơn vị tính, chẳng hạn như là bạt Panadol ở đây. Thì các bạn nhìn thấy là Panadol vỉ đã có, nó ghi rất là rõ. Mặc dù cái tên của cái file trong file này các bạn để là Panadol không, nhưng khi đó thì nó sẽ gắn thêm cái đơn vị tính của các bạn vào trong cái tên của sản phẩm như thế này. Và tương tự như vậy thì các bạn có một cái sản phẩm là đơn vị hộp, hoặc là các bạn có thể tìm theo tên Panadol chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta có hai loại. Các bạn lưu ý là với cái đơn vị tính mà không phải là đơn vị tính cơ bản thì các bạn sẽ thấy dấu ba cái dấu gạch ngang ở phần giá vốn. Lý do là như này: khi mà chúng tôi tính toán về hệ thống thì chúng tôi hiểu là
cái đơn vị tính cơ bản của các bạn mới là đơn vị tính mà chúng tôi quy đổi về. Do đó đơn vị tính cơ bản sẽ là đơn vị tính có giá vốn, còn các đơn vị tính sau sẽ không hiển thị giá vốn, mặc dù chúng tôi vẫn quản lý và chúng tôi ngầm định ở dưới hệ thống. Các bạn lưu ý là với cái mục tồn kho thì khi mà các bạn nhập trong file Excel thì các bạn chỉ việc nhập với đơn vị tính cơ bản, hệ thống sẽ tự quy đổi ra đơn vị tính khác cho các bạn biết là hiện tại nó còn tồn bao nhiêu. Cũng tương tự như vậy khi các bạn bán hàng, các bạn lưu ý là ở phần bán hàng thì khi mà các bạn chọn một cái sản phẩm, ví dụ như ở đây tôi chọn đúng cái mặt hàng mà tôi vừa mới thêm, đấy là Panadol chẳng hạn. Ví dụ như ở đây tôi chọn vỉ, tuy nhiên rằng là tôi lại không muốn chọn vỉ nữa mà tôi lại muốn chọn hộp. Thì các bạn nhìn thấy là khi mà kích vào tên sản phẩm thì các bạn cũng hoàn toàn có thể chọn lại cái đơn vị tính này. Và hệ thống cũng sẽ tự quy đổi lại giá cho các bạn như thế này. Đó. Tôi xin hết cái phần trình bày liên quan đến việc import một cái file Excel từ hệ thống. Xin chào các bạn.